phẫu tư thế chụp xoang như thế nào, cái này là mình chụp sọ là để mình khảo sát xương, rồi mình chụp xoang như thế nào, và mô tả chính xác những cái chi tiết chụp ở những sọ sọ não. Mà cả xoang thì có ba cái xoang chính, ý ở xoang thì có ba tư thế chính, đó là tư thế gì? Tư thế hip, tư thế rondo và tư thế shoulder. Ngoài ra mấy em còn rất nhiều cái tư thế chuyên biệt để chụp nữa, mà trong đó có cái tư thế là silver. Thì bây giờ đó là khi mà mấy người bị chấn thương sọ não á, ví dụ ở vùng của các em mà tôi nói giả thử quận huyện đi, một có tai nạn giao thông mà mình thấy nó chảy máu ở lỗ tai, thì mà mình không có điều kiện chụp CT thì mình sẽ chụp silver để mình coi khảo sát coi nó có bể xương đá không. À, rồi coi coi rồi sau đó mới chuyển lên để mà người ta chụp CT để mà được mổ. Nhưng mà giờ ở dưới quận huyện thì tôi thấy các em cũng là những cái bệnh viện nó cũng lớn lắm, cũng có đầu tư CT hết rồi phải không? Như vậy thì cái cơ những cái chiều thế cơ bản để chụp cái quan sọ với son của mình thì mình có đầu tiên là chụp sọ nghiêng, sọ thẳng, thì có cắt queo hoặc tên thau. Sau thì là để khảo sát cái gì, sọ chẩm, còn cắt queo á là mình khảo sát chung. Nhưng mà bây giờ cái này cũng ít có chụp lắm. Rồi khi chụp son thì bạn phải có ba tư thế chính mà bạn phải biết cách về tư thế chụp. Chính ra tôi dạy giải phẫu thì không có dạy tư thế, nhưng mà ở đây tôi nghĩ không biết là có thầy nào dạy về cho các bạn về cái mà kỹ thuật X quang, kỹ thuật buồng tối ấy, thì người đó sẽ dạy tư thế, nhưng mà thôi cô dạy cô chỉ cho mấy em luôn. Thì tư thế hiệt, mấy em phải biết tư thế hiệt đó là như thế nào. Hiệt đó tức là để khảo sát cái vùng ở son, son nào, son sàn, tư thế chụp như thế nào ha, thì để mà khảo sát thấy được. Cũng như là rondo mà nãy chị nói water thì nó giống như rondo, cái hình cũng ra giống luôn. Thì nó chủ yếu là khảo sát son hàm, nói là khảo chủ yếu là khảo sát son hàm, chứ nó vẫn có thể khảo sát son bướm và son sàn. Còn tư thế chụp của tư thế shoulder thì chủ yếu là chụp cho son chẩm và túi. Ngoài ra mình còn những tư thế như là khác, như là chụp nền sọ, chụp khác thế dương hàm, hoặc là giữ sự thì trước khi mình học về giải phẫu X quang thì mình phải nhớ một số. Các em tắt mic đi. Bởi vì để mic thì là coi như là mình không tôn trọng những người học chung với mình. Thành ra là tắt mic đi, bản thân cô cũng muốn tắt mic lắm, mà cô tắt mic thì sao mấy em nghe, đúng không? Do đó mà nãy cô dạy mà ở ngoài cửa nhà cô ồn ào, cô mới đi đóng cửa lại cho các em. Rồi muốn biết về X quang giải phẫu thì em phải biết về X quang giải phẫu cơ thể con người mình. Thì cái này thì quá dễ rồi, cái này là xương trán nè. Cái này xương trán nè, xương đỉnh nè. Bây giờ hỏi đi hả? Hỏi nha. Hỏi cái này có thể là cả chung lớp nói luôn cũng được. Anh lại Hữu Đăng. Mở mic, mở cam. Anh Phan Sĩ Vĩ, anh tắt mic đi. Rồi, anh lại Hữu Đăng, anh có thể nói dùm cho mở mic, mở cam. Anh rồi, anh nghe cô. Anh Sĩ Vi với lại anh Hữu Thăng gì đó, các anh tắt mic đi, tại vì mấy anh để mic là mọi hồi ồ mấy bạn thôi ha. Rồi anh lại Hữu Đăng, anh có thể nói dùm cho chị biết hết mấy cái xương này không? Ví dụ xương này xương trán, là xương này xương gì, cái mũi tên tôi chỉ nè. Dạ, xương đỉnh đầu đúng không con? Rồi, xương này xương gì? Xương chẩm. Anh nào biết mở mic ra nói. Xương chẩm à? Xương chẩm. Chẩm cô ạ. Thái dương à? Rồi, xương này là toàn bộ xương thái dương phải không? Hay là xương này xương khác nữa?
màu giống nhau mà ha, giống giống. Thái Dương luôn rồi. Rồi, anh nào nói Sương Thái Dương luôn đó. Tên gì để tôi biết ghi. À, anh nào? Khanh. Khanh. Rồi, còn Sương này Sương gì? Sương bướm rồi. Sương bướm rồi. Cái này là Sương tha ấy là biết rồi phải không? Sương hàm dưới ha. Rồi ở đây một lô Sương. Nhưng cái anh hồi nãy là anh Khanh phải không Khanh? Phải Khanh không? Khanh nào mấy? Nãy là Khanh nào mấy đó chị ghi? A11 rồi. Rồi tôi bánh đợn em nha. Sương thấy đó Sương chậm không cậu? Ừ đúng rồi. Biết nói nhanh lại. Rồi dạy cho mấy đứa nhỏ đó thì tôi hay nói màu giống giống vậy là chắc là nó cùng một xương đó, màu giống giống mà tại vì thấy cái này có cái khớp nên mình không biết mà cái này cái rảnh vậy chắc là nó màu giống là cùng xương. Xương Thái Dương gật đầu rồi tôi nói rồi khi một thời gian sau thì tôi nói xương chẩm với xương chẩm là một phải không, tụi nó cũng đính cho tôi mới nói nè. Tôi thì nói là con cá rô mà tôi cũng có thể nói con cá rô. Rồi bạn thì nói là đi làm, có bạn nói đi nhàm. À, như vậy coi chừng xương chẩm với xương chẩm là một. Tại vì cái vùng miền người ta nói gạt đầu hết vậy á. Xương chẩm là xương chẩm, xương chẩm là xương chẩm. À, xương chẩm đây, còn xương chẩm khác nha các em. Xương chẩm nó ở cái vùng ở trong ốc tai của mình á. À, với lại ở Thái Dương Hàm á, xương hàm, Thái Dương Hàm ốc tai nha. Rồi, bây giờ mình mở ra coi coi mấy bạn nói sao. Xương đỉnh. Ờ, xương chẩm, xương Thái Dương, xương bướm. Rồi hàm trên, hàm dưới thì quá dễ. Xương gò má, nãy quên hỏi. Xương mũi, nhưng mà mấy cái này lại xương lệ, rồi xương sàn ở trong ha. Có thấy cái xương sàn không? Xương sàn nè, nó cái mảnh ghép nhỏ này ha. Ở trong đó có xương sàn. Xương trán mình nó nằm ở đây nè các em. Xương trán luôn luôn là thấy ha. Xương trán thì xương trán nó nằm đây. Xương trán nó nằm ở giữa góc, cái góc mũi và cái xương mũi và xương xương trán đó, xương trán, xoang trán nó nằm đây chứ không phải là xoang trán nó nằm ở đây đâu nha ha. Rồi bây giờ mấy cái này thì là tôi nghĩ là mấy em có bài giải phẫu học trước rồi nên chắc là chị cũng không cần nói, như là bờ trán, bờ trai là bờ Thái Dương đỉnh á ha. Rồi bờ chậm ụ ụ góc trán góc này ha, cho mấy em coi lại hình ở này á, để cho mình học nhiều cái kia mình nhiều hơn. Còn cái này giải phẫu cũ của mình thì chị mở ra cho mấy em nhìn và khi gửi bài thì mấy em mở ra mấy em coi, chứ mất công mấy em đi tìm cái bài giải phẫu mấy em coi rồi mới mở lại bài này coi thì mấy em cực lắm. Do đó chị mới đưa mấy cái hình giải phẫu người vô ngay đây để mấy em coi xong mấy em đối chiếu qua ít hoàng vậy dễ, dễ học không. Rồi đây là những cái khớp, mình có khớp này là khớp khớp gì, khớp ngang, còn khớp dọc là khớp này đây. Rồi mình có hai cái khớp, khớp này là khớp lambda là khớp sau, còn này khớp trước. Khớp lambda đó thì nó liền mau hơn, còn khớp trước 12 tháng sau mới liền, nên người ta hay gọi với mấy đứa nhỏ là cái gì, mỏ ác á, mỏ ác của mấy đứa bé đó, phải sau 12 tháng. Còn cái thấp sau, thấp lambda thì nó ấy sớm, nhưng mà nếu mà mấy em cứ lúc lắc em bé đó thì ta cũng ảnh hưởng. Thì cái khớp lambda là khớp Thái Dương ha. Đó thì mình sẽ có ở vùng này có cái thấp sau hay còn gọi là khớp lambda luôn. Rồi bây giờ mình vô mình học nè, sau khi mình nhớ lại những cái khoảng xương của mình nè, những cái góc, những cái góc, những cái bờ, có cái này quên nói. Ở đây mình có hai cái góc này á, gọi là ụ gì? Ụ trán, còn ở đây có cái ngà gờ mắt á. Ở đây có thần kinh và động mạch mắt đi vô như đây nha. À, còn hai này hai cái ụ trán. Còn ở trên này có hai cái ụ đỉnh. À, mấy em giờ là mấy em thấy hai cái đỉnh đầu mình nè. Còn ở đây trán là em thấy hình trước trán có hai cái ụ đó. Đó nha. Thế thì là sau khi học giải phẫu người, bây giờ mình vô cái giải phẫu tư thế của cái X-quang. Hồi nãy giờ hồi sáng mình coi cái phim rồi, mình coi cái clip, mình thấy cái X-quang sọ nghiêng thì nó là cái hình như vậy. Thì mình sẽ thấy được những cái gì trên này. Đầu tiên cũng là thấy cái xương trán, rồi xương đỉnh, xương chẩm ha. Rồi xương Thái
thì toàn bộ này là cái vòng này là gọi là khớp vả khớ, cái vành khớp bên ngoài mà mình phải thấy cái phần ngoài và cái inner là cái phần nội ở bên trong ha. Rồi sau đó mấy em cũng thấy những cái mảnh ghép, tức là thấy được thái dương, thấy xương gò má vân vân ha. Thì cái tư thế mà chụp trọn nghiêng là tư tư thế chụp, có thể mấy em gọi là sao trước cũng được, tại vì mình chụp như vậy là ra hình như vậy nè, thì cái tia nó đi như vậy và người như vậy. Thì tôi có đố mấy em là thẳng hay nghiêng, ý nằm hay đứng, thì có em nói nằm có em nói đứng, thì bây giờ mấy em coi coi là nằm hay đứng, Đứng cô, đứng không? cái tư thế này nằm hay đứng gì cũng được á cô, Tư thế này nằm, cái tư thế trong hình là nằm rồi, này đứng rồi. thế nào mới đứng à. Mình khảo sát cái sọ nghiêng nha. Thì khi mà tư thế sọ nghiêng á, mình sẽ thấy được như hồi nãy là mình cái hình mô hình vẽ của mình nè, thì bây giờ là có cái hình chụp thì người ta mới định vị vô đây là học qua giải phẫu X quang rồi đó. Giải phẫu X quang là khi mà có cái hình mấy em phải biết được cái vành khớp, và sau đó mấy em sẽ biết được cái vùng nào là như thế nào. Đây là cái vùng xoang trán, xương trán, đây là cái vùng xương đỉnh à, còn ở đây là cái vùng xương chẵn, xương chẵn. Rồi xong, hồi nãy á ở trên á là cô có nói những cái khớp thái dương đồ thì mấy em biết rồi, nhưng mà ở đây tôi muốn nói nãy mấy em nhớ là khi coi mấy em có thấy hai cái vòng, thì tôi nói ở trên là có thái dương ở cái vòng ở cái vùng này á, là mấy em phải biết, phải thuộc, phải nhớ cái vùng hố yên này. Nơi cái vùng hố yên này nó có cái gì ở đây ha? Nó có cái động mạch màng não giữa, nhớ chưa? Còn ở cái vùng này thì các em phải nhớ cái vùng xoang đó. Còn phía dưới số 8 là cái vùng xoang chẩm. Xoang chẩm là mấy em thường 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 hay vùng ở xương thái dương nè, thì ở ngay đây là có xoang xương chẩm, thì cho ở ngay xương chẩm là có xoang chẩm, là cái tư thế mà xưa là mình sẽ được học á. Thì trên sọ nghiêng mình đã nói là không, cái mà mình học và những cái tư thế đó là chủ yếu để mà mình khảo sát đó, nhưng mà mình vẫn có thể thấy được những cái này cái nọ chứ không phải là chỉ khảo sát không. Ví dụ như xưa là ha. Rồi như vậy thì yêu cầu các bạn phải học được cái giải phẫu tư thế sọ nghiêng. Đây là những cái đề này, ví dụ như tôi chỉ cần đưa cái hình này ra mà tôi không có ghi cái gì hết. Ví dụ như kiểu như vậy nè, xin lỗi, thôi không có cái này mà tôi chụp hình tôi cắt bỏ hết những cái số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, cũng như cắt bỏ này đưa tay vô chỉ là mấy bạn phải chỉ được cho tôi cái này là son gì, son chấm, cái này là hố yên à. Có ai nhớ hố yên thì nó nằm ở ở đâu không? Xương thái dương không? Không phải ở xương thái dương đâu, hố yên nó nằm ở phía trong chút nữa, nhớ không? Hố yên thì là ở vùng mà có tiếng yên á, biết không? Tiếng yên tức là sao não thắt mấy, sao não thắt ba bốn ba. Rồi bây giờ khi mà bạn chụp tư thế sọ nghiêng thì tư thế của bạn sẽ là cái tia, hồi nãy mình nói không không mình thấy cái tia nè đó, nó chiếu như vậy, tức là nó không phải là nằm cái tư thế nằm muốn nằm sao cũng được và tia, chiếu tia sao cũng được đâu, không phải, nó ở trên vành cái lỗ tai, phải chiều làm sao cái tia nó đi đúng như vậy đó ha, cái đường đi như vậy đó. Bây giờ cái này là hướng dẫn các bạn, thì cái tia trung tâm và trước lỗ tai ngoài từ 2 đến 4 mét, tức là khi mà mình cho người ta nằm thì cái tia nó nằm ở ngay đây nè, tức là cái lỗ tai ngoài của bạn nằm và nó trên nằm ở trên cái vành tai của mình ha. Thì
À, cái này là để nghiêng cho bạn, cho bạn thấy. Còn cái tia thì là đi là phải chiếu về cho bạn đó. Thì khi ra thì cái hình này là mấy bạn thấy được như vậy, thì cái hình này mấy bạn cũng thấy y như vậy thôi ha. Như là số 1 là mình thấy được cái son trán, thì ở đây là xương trán và đây là xương đỉnh, là những lá sàn. Cái này thì nó nhiều hơn. Và như hồi lúc hồi nãy chị nói á, xương sọ, chụp sọ nghiêng là mình còn khảo sát được trong cái clip á, được cái gì các em, các cái sống cổ. đốt sống cổ ha, sacron, thì cái đây là mình đốt sống cổ này, không biết là đốt sống cổ mấy à ha, thử rồi mấy em biết không, một hay hai hai là Một mấy, hai à. Số hai. chắc là một không hay là hai. Số hai. Hai. Đúng rồi, một trên này ai nãy nói à. Rồi mấy này mấy em coi, và đây là chấm chấm, này là cái tế bào, tức là tế bào chuẩn của mình á, đây nè ha, xong chuẩn, và đây là tế bào chuẩn. Có một cái câu hỏi thì chị hỏi, chị chỉ vô đây, thì có bạn á, mấy em bây giờ nhà trường nói là mấy em phải suy tự luận. À sáng nay nói cô ban giáo vụ nhà trường có nói rằng mấy bạn nào mà không có bà không có máy thì có thể viết tay, nhưng mà phải là rõ, cái quan trọng là các bạn phải gửi được cho hai đường link, hai địa chỉ email, một cái cho phòng đào tạo để người ta làm cái bằng chứng, và một cái là gửi cho tôi để tôi chấm như vậy thì bạn có thể viết bằng tay được, nhưng viết cho đẹp nha, viết xấu đó, tôi đọc cũng được, tôi bị trừ điểm. Giống như đó tôi cũng viết chữ xấu lắm, xấu như cua bò vậy á, mà thầy cô chấm điểm đánh 7 á thì phải cho tới 8 9 à, thì vậy xấu lắm. Quan trọng là mình phải còn cái trình bày cho nó rõ nét, cái viết luôn, viết chữ đẹp mà viết luôn tuồng người ta đọc không có chấm xuống hàng thì cũng không có được, phải rõ nét ha. Rồi khi mà tôi viết, tôi cho mấy em đánh trách nhiệm á, thì ở ngay cái chỗ này nè. À, có bạn đánh giá như anh Cát Bình thì anh biết nhiều khi cái đề trắc nghiệm của tôi có cho mấy em điền khuyết, thì có người đề là son chuẩn, có người đề là tế bào son chuẩn, tôi cũng cho đúng, tại vì thật sự ở đây mình thấy những cái lấm chấm li thi này là những cái tế bào son chuẩn á ha. Rồi bây giờ giải phân học tư thế sọ thẳng. Sọ thẳng thì các em sẽ nói sọ thẳng thì chắc là chụp đến chụp ở trên đỉnh đầu xuống, thật sự không phải đâu, nó chụp tư thế như vậy nè nó từ sau là trước ha, chụp đó, thấy không các em, nó phải nghiêng một chút và nó khảo sát mới khảo sát được thấy cái vùng ở đây. Muốn học khảo sát những cái vùng đó thì phải biết được như này, hai cái này là ụ trán nè, còn hai cái này là ụ đỉnh nè, cái này g g g nè, còn ở đây là một cái chỗ nữa để mình kẹp coi đó, ụ trán, còn đây là góc mũi, thì ở hai bên góc mũi mình có hai cái son trán nha. Đây là cung mày, ở cung mày mình có cái lỗ, là lỗ cổ khuyết hay là lỗ khuyết cũng được, nơi đây cho động mạch và thần kinh nó đi qua ha. Rồi xương hàm trên, xương hàm trên là xương nào à? Bạn một một bạn ở A10 nói cho chị coi xương hàm trên là xương nào, chị chỉ phải này không hay này hay là cái này, coi bộ nói như vậy thì không ai chịu nói, Cái thế trên cô cái nào, cái này một à? Hay cái này, cái màu xanh màu đó xanh cô, lá màu xanh lá đó cô. lá này, rồi mình mở ra coi coi đúng không nha. À, em là ai vậy? Dạ quan tâm A10. A10, quan tâm A10. Nếu mở ra đúng thì ghi tên, còn không đúng thì là chụp nói với A10 với em. Không có hàng ngang không cao mức sáu. Rồi má. Thế vậy, đây là mõm gò má, vậy xương này là xương gì? Phải lắm phải Và bây giờ cái giải phẫu tư thế học ở sọ thẳng, sau khi mấy em coi hình giải phẫu này thì ở đây là về X quang của chúng ta đây. Ở X quang chúng ta sẽ thấy, có thấy xương trán không các em? Xương trán thì
hình xương đỉnh sao, nó có chút xíu hai cái ụ đỉnh hai bên, hai cái ụ dáng ở đây. Đồng thời các bạn sẽ thấy xương mũi và xương vòng má, và xương này là xương gì đây, xương gì, xương hàm trên ha, xương hàm dưới, nghe chưa? Bây giờ là em đúng hay sai cô? Em đúng. Chị nói chị mệt, chị không trả lời ngay đây là đỡ em coi quá. Em biết là mỏm gò má, tại vì nó khớp cái xương gò má và xương thái dương, thì ở đây cái mỏm này được gọi là mỏm gò má, thấy không? Xương xương hàm á, còn hồi nãy em nhìn là em phải biết cái xương hàm trên thì nó mới có mỏm huyệt răng, chứ xương hàm dưới xương này là xương gì mà có mỏm huyệt răng? Rồi bây giờ tôi nhắc lại giải phẫu một chút về mỏm huyệt răng. Tôi hỏi mấy em, con nít có bao nhiêu cái răng? Một em gái đi, tôi nghe 12. Em nào? Dạ 20. 20 răng sữa. 20 cô. 20 răng sữa. Nãy có em nào nói 12 ạ. Tôi định hỏi tên em nào, tôi đã phát minh mới. Rồi 20 răng sữa. Còn người lớn mình có bao nhiêu cái răng? 32 răng vĩnh viễn. 32 cái răng vĩnh viễn. 32 răng. Rồi thì 32 cái răng. Vậy tôi hỏi các em, mỏm huyệt răng của mình có tất cả bao nhiêu cái mỏm huyệt răng? Cái gì em quý, xin lỗi các bạn, em Minh Quý gì nè, Xích Văn Minh Quý nói là em học bên trung cấp chính quy rồi, xin chuyển điểm được không cô, làm sao em này mở máy ra nói đi, chị không có hiểu. Dạ alo cô. Sao? Dạ ấy là môn giải phẫu X quang này, hồi đó em có học bên trung cấp chính quy với cô ạ. Em học trung cấp chính quy, còn giờ em học đang học cao đẳng là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, tôi không có thẩm quyền này. Muốn thẩm quyền này em biết em hỏi ai không? Hỏi cô đi, hoặc là thầy Hữu Ngọc. Bởi vì đó là những người giáo vụ của em, người ta có đồng ý cái điểm chuyển từ bên đó qua không? Nếu ok thì là được, làm nhưng mà tôi nhớ làm như được á, tại hồi xưa tụi tôi học hai bằng đại học đi, thì cái có những cái, hoặc là sau khi tôi học đại học rồi sau tôi học sau đại học á, thì có những cái chứng chỉ mà sau đại học á, giờ tôi học hai cái sau đại học, tức là chuyên khoa 2 thì là chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, có những cái chứng chỉ mà người ta chứng chỉ phụ thôi, người ta công nhận á, và chuyển qua công nhận. Còn này chứng chỉ này của em á là chứng chỉ chính, nên tôi không biết là có được không, em hỏi nha, em hỏi bác sĩ, ý em hỏi thầy Hữu Ngọc hoặc là cô Băng Nhi, mà làm như là em hỏi cô Băng Nhi là đúng hơn. Cô Băng Nhi, từ cô Băng Nhi sẽ hỏi thầy Phương, thầy Phương ok là được. Còn nếu em không muốn hỏi Hữu Ngọc với lại cô Băng Nhi, em hỏi thẳng thầy Phương luôn cũng được nha. Dạ. Và bây giờ có ai trả lời cho tôi được là như vậy ở em bé nó có bao nhiêu cái huyệt răng không? Giờ cho một bạn nữ nha, tại vì nãy giờ tôi nghe có tiếng nữ nữa. Bạn nữ sao tôi biết ai đây ta? Tôi kéo rồi. Bảo Trần. Trần Bảo. Ủa vậy là Trần Bảo là nam rồi. À, tôi biết cô Nhung mà, cô Dung, nhưng mà hôm nay cô đi chết ngừa rồi. À, Gia Hân nè, Gia Hân nè, Phạm Gia Hân. Và chị Phạm Gia Hân mở, ủa sao Phạm Gia Hân, chị mở mic ra đi. Phạm Gia Hân ơi, chị mở mic ra đi. Chị nói cho tôi coi như vậy là ở em bé có mấy cái huyệt răng. Xin hỏi vậy là chị Gia Hân chỉ để, nhưng mà chị đi đâu chơi rồi, chị đâu có nghe bài đâu. Quỳnh Tấn Công, tên đẹp quá. Quỳnh Tấn Công có không? Quỳnh Tấn Công cũng đi chơi rồi phải không? Giờ đánh dấu vô ha. Và những người đi chơi rồi mở máy để mic nhị, nhưng mà đi chơi rồi.
Lê Thanh Hiền có không? Dạ có. Rồi, Lê Thanh Hiền, em Dạ. nói thử dùm cho chị coi là như vậy là trẻ con thì có mấy cái nguyệt răng? Em xin lỗi em không biết không. Rồi, không biết. Dạ. Mai Ngọc Mai, Mai Ngọc Mai có đi học không hay là mở mic để mở mic ra nói? Em đây, em đây. Mai Ngọc Mai, theo em thì là con nít có bao nhiêu cái nguyệt răng? Cái này em cũng không biết nữa. Lê Thanh Hiền không biết, Mai Ngọc Mai biết. Thôi Khắc Bình, học trò giỏi, học trò cưng của tôi, Lê Nguyễn Khắc Bình, nói cho em có bao nhiêu cái nguyệt răng? Không nhớ nhưng mà em chắc ở trên có 10 cái, dưới 10 cái cơ. Rồi vậy là em, vậy bữa điểm giải phẫu em sao không em? Nếu em cao chứ em nhiều quá. Nghe nè, con nít có 20 cái nguyệt, con nít có 20 cái răng sữa, người lớn mình có 32 cái răng sữa. Nhưng mà cấu tạo của con nít thì cái nguyệt răng nó cũng là 32 cái nguyệt răng. Nhưng mà những cái nguyệt răng nó còn nằm ở trong, nó như cái mầm, nó là cái nguyệt. Còn những cái mầm răng sữa thì chỉ có 20 cái. Do đó cái mầm răng sữa mình sao các bạn, khi răng sữa mà nó lung lay lung điểm mà em cầm em giật ra cái một, nó có chuyên răng đến gì đâu. Còn cái nguyệt răng là muốn đi nhổ nó là phải cực khổ lắm. Như vậy giờ từ đây là ôn bài nhớ luôn, nguyệt răng là dù con nít nó cũng 32 cái nguyệt răng chứ không thể nào mà nó có 20 cái rồi sao mai mốt nó mai mốt nó lên 32 chứ ở đâu nó có cái mấy nguyệt răng kìa, hiểu chưa? 32 hết, ở ở hàm dưới cô và hàm trên đều như vậy hết á, những cái nguyệt răng đó. Rồi là như vậy thì là xương xương xương. Rồi mấy em cũng nhớ cái giải phẫu học tư thế sọ thẳng là để mình khảo sát cái vùng ở trên này nè nha. Rồi đó, hình như là nãy chị nói thì khi khi cái hình vẽ cho mình thì qua đây mình cũng coi đây là những cái ụ trán nè, ụ đỉnh nè. Son son thì các em thấy son bên phải, son trán ở bên phải luôn luôn nhỏ hơn son trán ở bên trái. Cái này là mặt trước, cái này mặt sau. Mặt sau thì mình có thể thấy số 4 là gì các em? Khớp lambda. Còn ở trước thì là cái khớp mỏ ác của mấy đứa bé là ở đây ha. Còn cái son trán này thì son trán này tôi chỉ lộn, son trán thì vẫn là cái này nhỏ hơn cái này lớn hơn ha. Rồi cái số này là khuôn mắt ha. Rồi xương thái dương, xương chẩm nó nằm ở đây nha. Số 12 là xương chẩm. Cái này là thành hốc mắt. Thì ở trên này có gờ mài có ha. Rồi, ở đây là son hàm, còn ở đây là son son sàn ở ngay đây, còn ở đây là son bướm. Thì một cái phim mà X quang bình thường á thì phải có thấy cái độ sáng của son hàm được so sánh để cho với ổ mắt. Nhớ cái điều này cho chị, có một câu trắc nghiệm chị hỏi á, tức là khi cái mình chụp vô thì mình thấy cái độ thấu ảnh nè, thì độ thấu thấu quang á, thấu quang tức là mình thấy những cái cảnh sáng này nè ha, rồi những cái chỗ thâm thâm này nè, như cái chỗ thâm thâm này thì người ta mới nói cái độ sáng của son hàm được so sánh với ổ mắt. Bây giờ mình đi tìm son hàm coi, son hàm ở đâu? Son hàm là số 3. Đây, số 3. Thấy son hàm chưa? Thì rồi mình đi coi cái ổ mắt. Ổ mắt là số mấy? Ổ mắt của mình đây. Thì các em thấy giữa ổ mắt với son hàm á, cái độ sáng của nó được so sánh như tương đương. Để làm gì? Khi mà mình những cái tổn thương là mình thấy nó đậm hơn hay nó nhỏ hơn ha. Rồi. Không. Đã mất tiêu rồi. Qua cái này thì mấy em có thể thấy được cái nguyệt răng của người ta không? Hay mấy em có thể thấy được rõ nét, khắc nét không? Không có thấy rõ nét những cái xương răng đâu nha, nguyệt răng đâu nha. Rồi, số 14 là mõm răng đốt trục. Mõm răng đốt trục. Mình có hai đốt thì đốt số 1 và đốt số 2. Thì có ai nhớ cái nào gọi là đốt trục, cái nào gọi là đốt đợi không? Hay quên rồi. Quên rồi thì chiều nay học sẽ biết nha. Rồi, như vậy thì tôi yêu cầu
Cái này coi để nhớ, còn cái này học và cái này học. Bởi vì hai cái học này nó khác nhau. Cái này là mặt trước là đây, mặt trước mà cái diện mà mình cắt ngang qua, tại vì cái tia chụp á. Còn cái này là ở mặt sau. Thì khi mà mình chụp phim á em, thì cái tư thế chụp nó giúp cho mình ra mấy cái phim ha. Thành ra là bây giờ mình khi người ta nói chụp cho tôi cái sọ não nghiêng, mình cũng có hai tấm. Chụp sọ não thẳng, mình được 2 đến 3 tấm, không có cãi lộn gì hết, nghe chưa? Tại vì cái tư thế chụp cái chụp nè là cái tia nó đi nè, đó ha. Thành ra là mình phải chụp cái tia nó theo cái tia đó. Ghê quá mỗi lần nói cái này đó. Đó. À, chụp đó, tư thế. Rồi bây giờ hồi nãy mình có học mình nói cắt queo. Cắt queo là để cắt queo là để khảo sát chung. Như vậy nó là nằm ở trong chụp sọ thẳng đúng không các em? Vậy ha. Vậy thì giờ mình coi có đúng là nó giống như cái hình chụp sọ thẳng không? Giống chụp sọ thẳng không? Cũng chụp tư thế, nhưng coi kỹ giùm chị một chút. Cái này là 15-20 độ, còn kia về nhà sẽ coi nó bao nhiêu. Và mình khảo sát cái hình của nó, cái hình cắt queo cũng na ná với cái hình của sọ thẳng đây ha. Na ná thôi nha. Và nó cũng độ thấu quang cũng có, và xương hàm với lại hốc mắt cũng là cái độ cản quang nó gần giống nhau. Còn cái này là khác nha. Số 9 của mình là thành trước ổ mắt nha. Còn cái này là số 8. Còn cái này là hốc mắt của mình nè. Đó, nó thành trước thành sau. À, thì mấy em sẽ học cái này. Bây giờ mình nói với nhau một chút, mình chỉ cho nhau để nhớ. À, như là số 1 là gì? Ở đây tôi không có đề số 1, nhưng có ai biết số 1 là gì không? Ủ dây, ủ đỉnh. À, rồi số 2 mở một mắt ở xương trán, tức là nó cái này nó đã mắt cái số 2, nhưng mà đây là ổ mắt ở trên xương trán của mình á, chứ ở gần cái cung mày á. Rồi số 3 vòm trước ổ mắt. Số 4 viền trên ổ mắt. Số 5 son trán. Đây số 5 son trán. Số 6 lá xương giấy. Số 7 thành sao ổ mắt, thành trước ổ mắt, thành sao ổ mắt. Số 8 mõm sao tiếng lệ. Rồi 12 là cái thành chứa, thành bên của son hàm. Tức là đây là mình biết đây son hàm thì này thành bên. Số 13 khẩu cái là đây nha mấy em ha. Rồi thì em coi á, tư thế chụp của cách queo là cũng là sọ thẳng đây, sọ thẳng, và nó cũng là để khảo sát chung hết, cũng thấy như vậy. Nhưng mà ngày nay cũng ít có chụp cách queo, thì cái tư thế của cách queo là đi lên là 20 độ, còn cái kia hơn. Cái này thì bây giờ càng không có thấy chụp nữa. Nhưng mà cái móc giải phẫu tư thế chụp hố sao thâu này nè, là nó tương ứng với lại cái này của mình nè ha. Nhưng mà thâu thì nó thấy rõ nhiều hơn. Như vậy khi mà mình chụp cái tư thế sọ thẳng, tôi nói em, khi chụp tư thế sọ thẳng á, là mình sẽ ra được những cái hình như vậy, không có cãi lộn. Người bác sĩ mà nói chứ cho chụp cho tôi cái sọ thẳng thì nó ra những cái hình như vậy. Là ví dụ như là đưa xuống ra mấy như vậy, thì bác sĩ phải ghi cho em là 3 tấm phim để trả tiền bảo hiểm. Cái bác ghi mà một cái sọ thẳng á, thì một phim là biết lấy phim nào, rồi cãi lộn nhau. Cứ nhớ automatic 3 phim. Như vậy thì khi mà mình chụp
thao á thì mình sẽ thấy được nhiều hơn cái tư thế móc giải phẫu, cái tư thế chụp hố sao thấy nhiều hơn. Ở trên này chị để cho mấy em một số cái thấy như vậy thôi nha, nhưng mà mình coi kỹ cái vùng này mình sẽ ra được một đống này nè, ở của thao nè nha, tức là tư thế thao là chụp hố sao. Nhưng mà bây giờ ít thấy chụp lắm nha mấy em ha, ở trên là những cái khớp, những cái lambda. Nói chung là cái tư thế này á, là nó để chủ yếu là coi ở cái vùng lỗ chẩn của mình ha. Bờ sinh đá là ở chỗ thái dương, có một cái son tên là son sigma. Son này nó hay tăng cái tiết dịch ở vùng lỗ tai á. Rồi bây giờ có bạn nào xung phong nói mấy cái mảnh ghép này không? Bạn Long Hậu nói được không em? Rồi Long Hậu đi ngủ quên rồi, mở máy đi ngủ rồi. Bạn Lưu Đức Chuẩn. Ôi, Ngô An Hạ đi. Rồi điểm danh ba người đều im lặng hết. Một... Dạ không cô ơi, Lưu Đức Chuẩn không cô ơi. À, Lưu Đức, vậy là không có ngủ à? Hả? Dạ. Rồi vậy đi em... nói đi cưng. Dạ, em đang làm à, em biết à? Chà, không biết. Không lẽ giờ ở này là chung cả lớp, anh Bình biết ha, mình mở cái này lại là cả lớp cùng nói. Bây giờ, tại vì nếu mà mở cả lớp thì sợ ồn ào. Rồi bây giờ tôi xả cản, cho cả lớp mở ra. Ai nói được nói, cái này là son gì? Xương chán. Trán. Xương chán. Xương đỉnh à? Đỉnh. Xương đỉnh. Xương chạm, xương chạm. Này thái dương, thái dương, thái dương, cái này là chẩm nha. Đúng rồi, cái đen chẩm, cái đen đen với chẩm. Cái này là thì mà tôi chỉ ở đây là mới là xương thái dương, còn tôi chỉ ở đây là xương chẩm, mà người ta nói là người ta muốn nói cho mấy em cái bổn chẩm của nó. 100. À, một chẩm ha. À, rồi xương này là xương gì? Bướm. Thấy ở đây tưởng nói xương gò má, cái chết với tôi, xương gò má đây. Đúng. Rồi cái này xương gì? Hàm trên. Hồi nãy anh nào á, anh sợ quá. Anh nào tên gì tôi quên rồi. Anh dạ khác. Tâm. Hả? Anh tên gì? Anh mà nói là cô ơi vậy là đúng hay sai á. Xương hàm trên á, anh tên gì? Dạ Tâm cô. Gì Tâm em? Dạ quan tâm hình ảnh 10 với cô. À, quan tâm bữa xin đi chờ chích ngừa vậy được một tuần ha. Tuần sau nữa là coi như có miễn nhiễm. Mũi 2 em, mũi 1 em. À, dạ mũi 2 luôn rồi cô. À, mà vậy là sau 2 tuần là được miễn nhiễm ngon rồi ha. À, tha hồ ra đường. À, mũi 2 là chích cái gì vậy? Dạ Astra. Rồi Astra vậy là được 90%. A 70, từ 84 đến 90%. A mấy? A10 phải không? A10. Nhớ em là A10. Rồi thử coi bạn nào nói được cái chỗ này là gì nè. Mũi tên chị chỉ nè. Nói đi. Điểm. Mắt. Tên mũi. Con mũi nè. Ẩu mắt. Ốc mắt cô. Rồi. Cái người nào nói ẩu mắt thì nha. Ha, anh bác xưng hàm trên là đúng rồi nha. Người nào nói ổ mắt vậy? Vũ cô. A11 không cô? Vũ hả em? Tên là Vũ. A11 rồi. Vậy là mấy em nói được rồi đó. Thôi giờ mấy em tắt mic hết đi. Rồi chừng nào chị nói mở là mở. Ê, sao kỳ này không có nữ nói nha. Mấy cô Gia Hăng, cô Ngọc Mai, cô Dung thì chắc chiều mới học tại cô đi chích ngừa rồi. Lớp mình rồi cô Thoảng rồi nữa, nhiều cô lắm mà, tôi có coi danh sách mà. Rồi bây giờ là mình học về xương đầu mặt ấy, khảo sát là sọ thẳng sọ nghiêng. Bây giờ mình qua khảo sát về cái son. Cái son của mình thì có tư thế đầu tiên là tư thế... tư thế hiệp người ta nói đó là để khảo sát cái gì các em biết không? Cái nền sọ là chủ yếu ha. Thì cái phương pháp chụp nó là nhiều phương pháp lắm, nó là cầm đỉnh sọ. Đây là cái cầm và đỉnh sọ. Đây là phương pháp chụp trực diện, còn mình họ chụp nghiêng chết, nó nhiều tư thế.
Thì cái phương pháp này là bệnh nhân nằm ngửa đầu ngã tối đa ra sao? Quên mở này rồi. Họ định hỏi chứ này đứng cái thẳng để định hồi mình có cái phim đó. Nhưng mà thôi đã biết rồi. Hầu như những phim sọ là chụp nằm thôi nha, nằm ngửa đầu ngửa tối đa. Ha. À, rồi mặt phẳng đứng dọc giữa vuông góc với phim, tức là tia đi từ đằng trước ra đằng sau, vuông góc với phim cái ớp bản của mình nè, nó vuông góc. Ha. À, cách tia đi theo một cái đường là từ sau ra trước. Điểm tới là sụn giác của đường nói hai lỗ tai. Hai lỗ tai của chúng ta đó là như vậy, là phải cho mấy em cái hình nghiêng nữa, thì là đường nói của hai lỗ tai của mình á thì nó có cái sụn giáp á, thì là em biết không, nó là điểm tới là sụn giáp với đường nói giữa hai lỗ tai. Thì cái này nó khảo sát là các xương ở gò má mình nhiều xương, nói là khảo sát cái xương gò má là không phải gò má không đâu, mà khảo sát những cái son ở vùng đó. Và đồng thời là cái nền sọ, nghe chưa? Rồi, đây là cũng là một cái tư thế mà chụp thiệt, cũng là cầm đỉnh sọ, nhưng mà nó đâu có chụp như vậy, tức là cầm đỉnh sọ như vậy, bây giờ nó chụp nghiêng, chết như vậy là cái tia nó đi cũng là từ đằng sau ra đằng trước, tại vì mình đi tìm cái khảo sát cái nền sọ mà, như là từ sau ra đằng trước. Nhưng mà chụp ở đây thì mình sẽ thấy cái cung răng của mình. Cái này tư thế ngồi đúng không cô? Tư thế là nằm luôn đó em. Chụp đúng thì thấy nền sọ, son sàn, son bướm, son hàm, son đá và một số lỗ trên nền sọ. Như vậy là mình nói hồi nãy á, mấy em học á, thì mấy em nhớ đi. Mình nói rằng là mình chụp thiệt để mình khảo sát cái xương gì, ai nói cái coi, xong gì nói cái coi để tôi mở ra. Xong sàn. Xong sàn phải không? Coi đúng không? Khảo sát rồi, xong sàn. Rồi người nào vậy? Nam cô ơi. Nam hả mấy? Mấy em nên nhớ. À 11. À mẹ à ông lớp trưởng đây. Trương Văn Nam, đúng không? Dạ, biết sao. Dạ. Em cùng họ với chị đó. Dạ. Như vậy là xong sàn đúng không các bạn? Xong sàn. Thì các bạn nhìn đi, cái tư thế chụp này tôi nói là khảo sát xong sàn, mà ngay từ đầu tôi nói mấy em không phải chỉ có khảo sát cái xong sàn không, mà mình còn cũng có thể khảo sát những cái xong khác, nhưng mà chủ yếu của mình khi tôi muốn nghi bệnh nhân này bị tổn thương ở bị viêm hoặc tổn thương ở xong sàn thì tôi sẽ chụp cái hệt là đúng nhất. Tư thế tôi nói chụp cho tôi cái tư thế hệt là trong đầu người kỹ thuật và bác sĩ đều nghĩ là kiểm tra xong sàn, nhưng qua xong sàn tôi có thể coi xong bướm xong đá. Như vậy khi mà tôi nói chụp, nếu mà chữ đánh trắc nghiệm á, tôi đề A B C D giải phẫu học tư thế chụp hệt để khảo sát xong sàn. A khảo sát xong bướm, B xong đá, đề tất cả các son, các em sẽ lấy khảo sát cái nào? Tất cả các son. Đúng rồi, lấy tất cả các son. Còn chừng nào mà tôi nói là giải phẫu ấy chụp tư thế hiệp để chủ yếu khảo sát son nào? A son sàn, B son hàm, 4 son đá, D là tất cả các son, thì mấy em lấy son sàn. Hiểu chưa? Hiểu chị nói không? Cái kia tôi nói là khảo sát son, chứ tôi đâu có nói là chính yếu cái son nào. À, hai câu khác nhau. Xin lỗi các em chút xíu nha. À, alo. Cô chị tôi gọi cho bắt đầu, bóng tôi có nghe máy không cô? Vậy à? Bây giờ em ơi, bệnh viện của chị nó đang là bệnh viện COVID và nó đang hình thành lại cái bệnh viện trở lại bình thường. Thì việc mà em dạ. em là cô Thảo Nguyên cái gì gọi cho bác được được, nhưng mà chị dạ, thấy trong dạ. tin nhắn dạ. em nói là muốn cho dì của em vô nuôi ông ngoại á, người ta không cho vào dạ. nuôi là đúng rồi, không có cho nuôi. Đang còn dì của em sẽ có hộ lý, sẽ có người chăm lo.
Còn còn các em xin lỗi lớp học nha.